Vâng, xin chào các bạn. Tôi sẽ tiếp nối với các bạn bài tiếp theo luôn của buổi chiều hôm nay là bài xử trí cơn tăng áp phổi kịch phát. Thế thì trước khi mà bắt đầu vào với bài này thì tôi cũng muốn hỏi là bao nhiêu bạn trong số các bạn ngồi đây đã xử trí một bệnh nhân tăng áp lực động mạch phổi và bao nhiêu trường hợp là đã xử trí một bệnh nhân vào vì khó thở và lên cơn tăng áp phổi? Và mình xử trí thế nào? Chắc chắn là C1 là phải có rồi đúng không? Hải. Em bị bệnh nhân bị sao? Là hai bệnh nhân đều trong bệnh cảnh tim bẩm sinh, chẩn đoán tăng áp phổi trước đó rồi đúng không? Đấy thì hoàn cảnh của bạn Hải, bác sĩ Hải nội trú, đó là bệnh nhân vào đã có chẩn đoán tăng áp phổi trước đó và bệnh nhân có một cái đợt mất bù của bệnh nhân vào viện và bạn đã xử trí đặt ống, đã xử trí các hồi sức về vận mạch, thế nhưng mà hai bệnh nhân đều không qua khỏi. Thế còn có anh chị hay bạn nào trong hội trường này mình gặp trong những hoàn cảnh khác nữa không? Ví dụ bạn bạn ở bệnh viện Việt Đức sau mổ. Chị xin lỗi chị quên tên của em. Sau mổ thì có bao giờ em gặp bệnh nhân lên cơn tăng áp phổi không? Thế sau đó thì ở đấy sau mổ bên các em thì các em làm gì? Tức là bên em đã có trang bị khí NO rồi đúng không? Và em đặt chế độ máy thở có gì khác so với lại những trường hợp khác? Bởi vì lúc bạn Hải cũng bảo cũng bên này cũng cho thở máy, bên em bảo em cài lại chế độ máy thở, thì em có muốn trao đổi lại cái chế độ máy thở nó khác biệt gì so với những cái trường hợp mà xử trí cấp cứu tim bình thường, sốc tim trái trong họ không? Thế còn thuốc vận mạch? Thông thường thì em chọn loại nào? Dopamine. Mirinol. Cảm ơn em. Đấy thì chúng ta được chia sẻ hai hoàn cảnh. Hai hoàn cảnh là như bạn bác sĩ ở bệnh viện Việt Đức và bạn nội trú tim mạch. Một hoàn cảnh là bệnh nhân đã có sẵn tăng áp lực mạch phổi và diễn biến nặng lên về nội khoa, của một bệnh cảnh là sau một cái vấn đề phẫu thuật thì nó có nặng lên. Còn một bệnh cảnh nữa mà chúng ta có thể gặp đó là những trường hợp ví dụ bệnh nhân vào vì nhồi máu phổi chẳng hạn, nhồi máu phổi cấp. Đấy, nó cũng là một cái suy thất phải cấp. Đấy, thì chúng ta sẽ xem trong những cái hoàn cảnh đó chúng ta sẽ xử trí bệnh nhân như nào. Và có một đặc điểm có lẽ các bạn có thể rút ra được, đó là những cái công cụ trong tay chúng ta có để mà xử trí tăng áp động mạch và những cơn tăng áp phổi cấp ấy, nó nghèo nàn hơn rất nhiều so với những công cụ chúng ta có trong tay để xử trí một cơn tăng huyết áp cấp, đúng không ạ? Đấy, chúng ta sau lát nữa các bạn học cũng sẽ có rất nhiều thuốc, thế nhưng mà hiện tại chúng ta cũng không có hết bằng đó. Đấy, thế đấy là một cái hạn chế trong cái khía cạnh về bên tim phải này. Thế thì về định nghĩa tăng áp lực động mạch phổi thì đã có những bạn biết rồi, có những bạn chưa biết, thì các bạn sẽ phân biệt giữa tăng áp lực phổi và tăng áp lực động mạch phổi. Đó, thì tăng áp lực phổi thì các bạn khi các bạn đọc bài thì nó sẽ chỉ biết là PH, tức là pulmonary hypertension, tức là người ta chỉ đề cập đến áp lực động mạch phổi thôi, đo trên thông tin và lớn hơn 25 mm thủy ngân. Thế còn tăng áp lực động mạch phổi thì người ta đề thì có sẽ là chữ PAH, tức là pulmonary arterial hypertension. Thì khi đó thì ngoài cái giá trị cái điều kiện về áp lực động mạch phổi trung bình thì sẽ có thêm hai điều kiện nữa, đó là áp lực mong mạch phổi beat hay là áp lực của tâm xương thất trái phải nhỏ hơn 15 mm thủy ngân và sức cản mạch phổi lớn 3 đơn vị gút. Tức là người ta khẳng định là tăng áp lực động mạch phổi tức là tăng áp lực gì?
trước mao mạch, tức là tăng áp lực ở hệ tiểu động mạch phổi, và nó không hoàn toàn nó không bị ảnh hưởng bởi cái vấn đề về tim trái. Nếu mà tim trái tức là áp lực mao mạch của bít hay là áp lực cuối tâm trương thất trái nó sẽ lớn, ví dụ bệnh nhân tăng huyết áp suy tim hoặc suy tim tâm trương sẽ tăng, thì đấy không phải là tăng áp lực động mạch phổi mà nó sẽ là trong tăng áp phổi nói chung, và trong slide tiếp theo tôi sẽ trình bày đấy. Phân loại tăng áp phổi của hội hội tim mạch và hô hấp châu Âu theo khuyến cáo năm 2015 thì tăng áp phổi được chia làm 5 nhóm, trong đó nhóm tăng áp lực động mạch phổi mà tôi nói với các bạn là nhóm 1. Đó. Duy nhất là tăng áp lực động mạch phổi là nhóm 1. Thế còn nhóm 2 thì là nhóm về tăng áp phổi do cái nguyên nhân bệnh tim trái mà chúng ta cũng rất là hay gặp, ví dụ bệnh nhân hẹp hai lá hoặc là tăng huyết áp, suy tim. Thế còn nhóm 3 là nhóm tăng áp phổi do những cái bệnh lý về nhu mô phổi, ví dụ như bệnh COPD hoặc là những bệnh lý ở nhu mô phổi. Nhóm 4 là nhóm tăng áp phổi do thuyên tắc huyết khối phổi mãn tính CTEP, thì các bạn cũng khá thường gặp trong lâm sàng những trường hợp này, là những trường hợp đã bị nhồi máu phổi, sau đó thì vì một lý do nào đó mình điều trị như bài trước thầy Hải chắc cũng có đề cập đến, tức là mình điều trị mà sau đó có thể là mình phẫu thuật lấy huyết khối hoặc tiêu sợi huyết hoặc cái nào đó, nhưng mà những cái nhánh nhỏ nó vẫn còn tổn thương và nó gây ra những cái thuyên tắc huyết khối phổi mãn tính và nó tăng áp lực động mạch phổi lâu dài. Và nhóm thứ năm là nhóm rất nhiều nguyên nhân. Thế thì ở viện tim mạch ấy, thì ngày trong rất nhiều năm thì chúng ta đã đi vào nhóm 2 rất là nhiều rồi, đi rất sâu, rất là có nhiều khía cạnh, và cái điều trị ở các nhóm 2 thì nó không liên quan gì lắm đến các thuốc hạ áp lực động mạch phổi hướng đích, mà nó chủ yếu là điều trị cái bệnh nguyên của nó. Thế còn nhóm 1, nhóm 4 và nhóm 5 là nhóm được coi là có vai trò của thuốc hạ áp lực động mạch phổi. Đấy, thì trong đó nhóm 1 là cái nhóm gồm có những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân vô căn hoặc là nguyên nhân có tính chất gia đình hoặc là liên quan với thuốc độc chất mà trước đây đó là cái thuốc mà người ta sử dụng, đó là thuốc làm giảm cân trong những năm cuối của thế kỷ 20, liên quan với một số bệnh, ví dụ bệnh mô liên kết chúng ta cũng khá hay gặp, ví dụ bệnh nhân bị lupus ban đỏ hoặc là những bệnh xơ cứng bì, những bệnh nhiễm HIV hoặc là tăng áp lực tĩnh mạch cửa có thể có những tình trạng tăng áp lực động mạch phổi. Và cái nhóm mà hay gặp ở viện tim mạch đó là bệnh lý tim bẩm sinh như cái trường hợp mà bệnh nhân bạn Hải đã đưa ra. Còn những cái trường hợp nhiễm trùng hoặc những bệnh lý về máu thì nó sẽ ít gặp hơn. Đấy là để các bạn khái quát lại một chút về cái để mình phân biệt rõ tăng áp phổi và tăng áp lực động mạch phổi. Thế thì về cơn tăng áp lực phổi kịch phát thì đây chúng ta sẽ nói là khi mà các bạn search nó sẽ là pulmonary hypertensive crisis. Đấy. Thế thì cơn kịch phát tức là nó sẽ tăng cấp tính áp lực động mạch phổi và tăng trên 50% so với áp lực động mạch hệ thống. Và nó sẽ gây ra tình trạng suy thất phải cấp. Đấy, do tăng sức cản mạch phổi. Và đây là một trường hợp nguy cơ rất là cao, tỷ lệ tử vong lớn và đôi trong một số trường hợp là nó khá là khó dự đoán. Và cái việc nhận biết ngay lập tức và điều trị tích cực thì là vô cùng quan trọng, bởi vì nếu mà mình chỉ chậm một bước thì nó sẽ sang một cái giai đoạn mà mình rất là khó hồi phục, giống như là bạn Sơn có nói, tức là khi đó thì bệnh nhân bị toan hóa hoặc là tăng CO2 máu, thì khi đó mình rất khó để đảo ngược được được tình cảnh của bệnh nhân. Thế thì đây là một cái sơ đồ toàn bộ cái tăng áp phổi kịch phát, nó gói gọn trong cái sơ đồ này. Đó là gì? Đó là cái sự tương tác giữa thất phải và thất trái, các quá trình mà nó diễn ra ở xảy ra trong cái hệ tuần hoàn tim phải đó và các yếu tố có thể được gây ra. Thì thứ nhất là các bạn thấy là cái cột ở bên tay trái của các bạn, thì đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là khi mà tương tác thất phải thất trái như thế, nó sẽ gây ra đầu tiên là cái thất phải nó sẽ giảm co bóp. Thất phải giảm co bóp sẽ làm tăng áp lực cuối tâm trương ở thất phải và tăng thể tích cuối tâm trương thất phải. Và khi nó như thế, tình trạng đó nó sẽ dẫn đến tình trạng thiếu máu cơ tim thất phải, làm giảm cung lượng thất phải, giảm lưu lượng tuần hoàn phổi và nó sẽ đè ép vào thất trái. Thế khi những tình trạng đè ép thất trái như thế, mà điển hình là các bạn sẽ thấy là khi mà các bạn đặt siêu âm vào, các bạn sẽ thấy cái vách liên thất nó đi ngang hoặc là nó thậm chí nó ép cong sang phía bên thất trái, nó làm thất trái nó mất hình dạng tròn mà nó sẽ bị ép dẹp hình dạng chữ D, thì khi đó nó sẽ có tình trạng tăng áp lực cuối thâm trương thất trái, thể tích tâm thu thất trái giảm, giảm tiền gánh thất trái, giảm độ đàn hồi thất trái và có thiếu máu cơ tim thất trái. Tất cả những quá trình này nó sẽ dẫn đến một cái là gây giảm tụt huyết áp hệ thống, và tụt huyết áp hệ thống thì đương nhiên nó sẽ là giảm giảm cung lượng tim và sẽ giảm giảm tuyến máu mạch vành cả ở thất phải và thất trái. Và khi đó thì có cái sự tương tác và thì thiếu máu cơ tim nó sẽ dẫn đến tình trạng toan hóa máu và nó lại quay lại nó làm giảm co bóp thất phải. Đấy. Thế thì cái quan trọng nhất là chúng ta là khi mà cái cơn tăng áp phổi cấp tính nó xảy ra, đó là sự tăng đột ngột về áp lực mạch phổi và tăng đột ngột về sức cản mạch phổi. Thế nó có những yếu tố gì nó có thể tác động đến cái mà có thể yếu tố, tức là nó gây ra yếu tố khởi phát
Thì các bạn thấy ở đây các vòng tròn nhỏ xung quanh cái vòng tròn lớn đó, nó liệt kê ra rất nhiều nguyên nhân, có thể là vấn đề gì, vấn đề nhiễm trùng hay là những vấn đề tình trạng thiếu oxy, toan hóa hoặc những co thắt phế quản, những vấn đề về yếu tố về tác nhân co thắt mạch hoặc những mất tương xứng giữa thông khí và tới máu, những rối loạn nhịp, tác nhân nội sinh hoặc những trường hợp tim bẩm sinh, lứa tuổi và những cái bệnh lý mà đã có sẵn não phổi nhưng mà nó bị mất bù đó. Thế và một cái yếu tố nữa là khi mà lưu lượng máu phổi mà bị giảm sút thì nó sẽ dẫn đến cái mất sự mất cân xứng giữa thông khí và tới máu phổi, sẽ gây ra khoảng chết ở trong quá trình thông khí phổi và sẽ gây ra tình trạng toan hô hấp lại gây ra một cái vòng luẩn quẩn là như chúng ta đã vừa đề cập trên. Toan hô hấp sẽ dẫn đến, sau đó sẽ hậu quả toan chuyển hóa và lại dẫn đến cái tình trạng giảm co bóp thất phả. Thế thì cái quá trình đánh giá ban đầu ở bệnh nhân mà mình nghi ngờ tăng có cơn tăng áp phổi kịch phát, thì liệu cái tăng áp phổi này có liên quan đến tụt huyết áp hệ thống hay không, hoặc là có tình trạng giảm oxy máu hay không, hoặc là có giảm chênh lệch nồng độ oxy máu động mạch tĩnh mạch, tức là trường hợp này có cung lượng tim thấp hay là thiếu oxy mô. Đấy, thì đấy là cái nhóm nguyên nhân đầu tiên. Thứ hai là các yếu tố khởi phát. Có mình phải tìm các yếu tố khởi phát ra cái tình trạng của bệnh nhân đó có liên quan tăng sức cản mạch phổi suy thất phải, ví dụ như nhiễm trùng hoặc là toan máu hoặc là rối loạn nhịp hoặc là những trường tràn dịch màng tim. Và có thể có bệnh nhân có những cái nguyên nhân khác mà lý giải triệu chứng của cơn tăng áp phổi cấp tính và suy thất phải hay không, ví dụ như những nguyên nhân cấp tính khác, ví dụ như tràn khí màng phổi hay là nhồi máu phổi. Cái thăm dò ban đầu khi mà bệnh nhân, đa số các hoàn cảnh thì bệnh nhân sẽ có những vấn đề gì, bạn sẽ thấy bệnh nhân khó thở đúng không, khó thở trên và bệnh nhân thông thường thì các bạn sẽ khám thấy phổi bệnh nhân nghe thì cũng không có gian, khó thở và các triệu chứng của suy tim phải khá rõ. Thế thì những cái thông số đầu tiên mà các bạn cần tiếp xúc bệnh nhân để khai thác đó là, thứ nhất dấu hiệu sinh tồn, thứ hai chụp X-quang tim phổi có thể tại giường nếu mà bệnh nhân ở đơn vị ICU, hoặc và siêu âm tim qua thành ngực. Và ở những bệnh nhân này thì cái vấn đề mà nếu mà bệnh nhân đang ở trong hồi sức thì cái vấn đề theo dõi huyết động và chức năng các cơ quan thì các bạn nên đặt ra. Bây giờ mình có thể dùng các thiết cái thiết bị mà vừa theo dõi được cung lượng tim, tức là nó được có cả đường huyết áp động mạch xâm lấn và cả đường tĩnh mạch xâm lấn. Đấy thì mình sẽ theo dõi được cái cung lượng tim của bệnh nhân để mà mình có cơ sở để điều trị. Thế mục tiêu điều trị thì mình sẽ có 3 mục tiêu điều trị. Thứ nhất là mình sẽ tăng sức cản mạch hệ thống để ngăn cản tình trạng tụt huyết áp gây ra thiếu máu cơ tim thất phải. Thứ hai là mình sẽ sử dụng các điều trị để làm giảm hậu gánh thất phải, và thứ ba là mình sẽ cải thiện chức năng thất phải và cả chức năng hai thất. Các biện pháp cơ bản chúng ta sẽ liệt kê đây, nhất là thở oxy, chúng ta phải cố gắng làm kiềm hóa máu, an thần cho bệnh nhân, giống như trong trường hợp những bệnh nhân mà sau phẫu thuật vấn đề về gây mê và thông khí nhân tạo, vấn đề cân bằng dịch. Thế thì vì sao mà cái thở oxy nó vô cùng quan trọng ở những cái trường hợp mà cơn tăng áp phổi? Bởi vì cái tình trạng thiếu oxy nó rất nhạy cảm, cái hệ mạch phổi rất nhạy cảm tình trạng thiếu oxy, nó sẽ gây ra co thắt mạch phổi và tăng sức cản mạch phổi hơn nữa. Thế nên là bệnh nhân luôn luôn phải được thở oxy đảm bảo, cái báo hào oxy rất là tốt. Thông thường với những trường hợp mà không có giảm báo hào oxy thì mình nên đảm bảo cái báo hào oxy lớn hơn 95%. Còn những trường hợp thí dụ như tim bẩm sinh có tím mà bệnh nhân đã đảo chiều đồng thông, thứ nhất mình phải duy trì được cái báo hào oxy như cái báo hào oxy nền của bệnh nhân trước khi mà bệnh nhân có cái diễn biến xấu đi. Đấy, thế thì thở oxy đầy đủ nó sẽ ngăn ngừa chuyển hóa yếm khí ở mô ngoại vi và nó tránh cái tình trạng toan tế bào. Đấy, thế còn với những trường hợp bệnh nhân tim bẩm sinh phải trái như tôi nói với các bạn thì chúng ta sẽ có cái chỉ định đó khi mà báo hào oxy nó thấp hơn so với bình thường của họ hoặc là nó dưới khoảng 75 đến 85%. Vấn đề kiềm hóa máu thì nó có hiệu quả ngay lập tức trong điều trị cơn tăng áp phổi. Vì cũng giống như tình trạng thiếu oxy thì tình trạng toan máu nó cũng làm tăng sức cản mạch phổi rất là nhiều, và nó đồng thời nó cũng làm giảm tác dụng của các thuốc co bóp mà tăng co bóp tim và thuốc vận mạch. Vì thế mà bệnh nhân cần phải được sử dụng các dịch truyền để làm kiềm hóa máu, thí dụ như bicarbonate để loại bỏ tình trạng toan hóa và duy trì mức pH bình thường, tức là pH loanh quanh khoảng 7,4 để giúp mà tránh cái tình trạng tăng sức cản mạch phổi cho tình trạng toan hóa máu. Và những bệnh nhân có cơn tăng áp phổi kịch phát thì họ thường trong những trạng thái rất là kích thích, bệnh nhân kích thích rất nhiều, và khi kích thích đó lại tăng nhu cầu oxy cơ tim và tăng tiêu thụ oxy cơ tim, tăng sức cản mạch phổi. Như thế thì chúng ta cũng phải xử lý cái tình trạng này cho bệnh nhân bằng các thuốc an thần kinh. Thế còn vấn đề gây mê và thông khí nhân tạo thì lúc nãy bạn bạn Sơn cũng đã chia sẻ những cái kinh nghiệm, tôi nghĩ là bạn cũng rất có kinh nghiệm trong thở máy, tức là nó có một số những khác biệt khi mà mình thông khí nhân tạo cho những bệnh nhân mà có cơn tăng áp phổi kịch phát. Thế
Thế thì thông khí thâm tạo xâm nhập chỉ định khi mà bệnh nhân có mức độ tím nhiều, có siêu hấp hoặc toan chuyển hóa không đáp ứng với điều trị nội khoa, hoặc là bệnh nhân đương nhiên là có ngừng tuần hoàn. Và khi gây mê thì người ta sẽ sử dụng các loại thuốc mà có tác dụng khởi mê nhanh, giãn cơ, và sau đó thì người ta sẽ sử dụng các thuốc nhóm opioid và để sau đó đặt nội khí quản. Tuy nhiên thì các thuốc gây mê giãn mạch nó sẽ gây ra giảm huyết áp hệ thống, nên là trước khi mà chúng ta làm cái việc mà chuẩn bị gây mê cho bệnh nhân thì chúng ta nên cho các thuốc co mạch trước. Mà thuốc co mạch chúng ta có thì chúng ta chỉ có gì? Norepinephrine, đúng không ạ? Đấy. Trong sau này thì người ta liệt kê ra các vasopressin hoặc các telepressin. Hình như tôi thấy là trong điều trị những trường hợp mà bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa, nhưng họ cũng có cái telepressin ở trong 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 nội trú đấy, nhưng mà tôi cũng chưa bao giờ dùng cái này. Đấy thì họ cũng có đề cập đến cái nhóm đó. Đấy, thế thì trước khi mà mình bắt đầu các thuốc an thần để mình đặt nội khí quản, các bạn lưu ý cái vấn đề là mình đã phải chuẩn bị sẵn về các thuốc về co mạch, tức là thuốc norepinephrine. Và khi mà bệnh nhân đã đặt ống rồi, tức là cùng bất đắc dĩ mình mới phải đặt ống cho bệnh nhân có cơn tăng áp kịch phát. Còn nếu không ấy, thì mình nên sử dụng các biện pháp là thở oxy không xâm lấn với lại áp lực oxy cao để mà cải thiện cái tình trạng bão hòa oxy máu. Bởi vì khi mà đã đặt ống nội khí quản thì khi đó thì mình sẽ phải điều chỉnh cái máy thở có một cái chế độ rất là đặc biệt, và đồng thời một số những cái vấn đề mà khi mà mình chăm sóc, điều dưỡng chăm sóc, ví dụ như là cái vấn đề hút nội khí quản hoặc để mà cái tình trạng tăng CO2 máu thì nó có thể làm nặng thêm cái tình trạng tăng sức cảm lạnh phổi, do đó là mình cũng phải lưu ý điều dưỡng khi mà làm chăm sóc ống nội khí quản, hoặc là tắc đờm. Và khi thông khí bình thường thường duy trì một cái bão hòa, một cái phân áp CO2 trong giới hạn bình thường và duy trì cái thời gian thở ra kéo dài. Về vấn đề cân bằng dịch thì đa số những bệnh nhân mà có cơn tăng áp phổi kịch phát mà trên nền những bệnh nhân mà có suy tim phải mãn tính ý, thì các bạn thấy là đều có tình trạng có vẻ như bệnh nhân vào có phù này, tính siêu âm tim thì thấy tính mạch chủ dưới thì đều rất là căng và ít thay đổi theo hô hấp, và proBNP tăng rất là cao. Thế những trường hợp này thì các bạn bảo như thế thì chắc chắn là phải do lợi tiểu rồi, lợi tiểu một cách rất tích cực rồi, đúng không ạ? Thế tuy nhiên ý, thì lại có một điều là cái tương tác giữa thất phải và thất trái, đặc biệt là trong những trường hợp mà bệnh nhân không có luồng thông ở trong tim, không có luồng thông trước đó trong tim, thế thì thất phải giãn bao nhiêu thì thất trái nó sẽ bị đẩy ép lại, nó nhỏ đi bấy nhiêu. Và như thế thì cái cung lượng tim nó chỉ phụ thuộc vào một cái nhỏ xíu của thất trái, như thế nó rất là hạn hẹp. Thế nên nếu mà các bạn cho lợi tiểu một cách rất là thoải mái, trong như trong những trường hợp mà suy tim trái mà bệnh nhân đang có cơn hen tim phổi cấp ấy, thì các bạn sẽ dẫn bệnh nhân đến tình trạng là tụt huyết áp tiếp tục, không có cung lượng tim, và lại làm cho tình trạng gì, giảm tưới máu mô, toan hóa, giảm tưới máu mạch vành, lại giảm co bóp cơ tim và lại làm tăng sức cản mạch phổi. Vì thế thì trong trường hợp đó cái vấn đề cân bằng dịch là vấn đề vô cùng quan trọng. Và nếu mà giả sử chúng ta chỉ căn cứ vào cái CVP, tức là cái mà các bạn đặt vào áp lực tĩnh mạch trung tâm ấy, thì nó cũng không phản ánh lắm được đúng cái tình trạng dịch của bệnh nhân, bởi vì trong trường hợp này đa số những bệnh nhân ấy thì họ sẽ có hở van ba lá rất là nhiều đấy, thế nên là đa số CV đều rất là cao. Trong trường hợp này tốt nhất là mình có cái thiết bị như tôi nói ban đầu, tức là cái thiết bị mà nó đo được cái cung lượng tim đó và đo được cái sự mức độ trao đổi oxy, có cái bằng phương pháp pha loãng nhiệt, và đo được cái SVO2, tức là bão bão hòa oxy máu tĩnh mạch trộn đo ở nhĩ phải. Đấy thì mình sẽ đánh giá được cái mức độ mức độ của cái cung lượng tim đó, để mà trên cơ sở đó mình xem là cái cân bằng dịch nó là nhu cầu nó là bao nhiêu. Thế thì một cái điều nhấn mạnh đó là cái lợi tiểu quá mức cũng cần thận trọng, mà có thể gây giảm cung lượng tim. Các điều trị đặc hiệu giảm hậu gánh của thất phải thì hiện tại thì tất cả những cái thuốc mà làm nó điều trị hướng đích của hạ áp lực động mạch phổi thì hiện tại bây giờ chúng ta vẫn có ba nhóm chính, gần đây thì có thêm hai nhóm nữa. Nó cũng là những cái dẫn xuất của những cái nhóm trên ba con đường cơ bản thôi, thế nhưng mà chúng ta mở rộng ra thêm được những thuốc, nhưng đấy thực ra nó chỉ là trên thế giới, còn ở Việt Nam thì chúng ta thậm chí lại có xu hướng là thu hẹp hơn so với trước đây. Tức là trước đây chúng ta có gì, chúng ta có các thuốc dạng uống, đó là nhóm ức chế phosphodiesterase-5, là nhóm sildenafil hoặc là tadalafil, nhóm đối kháng thụ thể endothelin AB, tức là bosentan, các bạn có thuốc của generic hoặc là thuốc brand name, và các bạn có nhóm giống prostacyclin, tức là nhóm allopros. Thì trước đây khoảng 5 năm chúng ta có dạng khí dung, tức là tác dụng tại chỗ ở phổi.
Hiện tại bây giờ thuốc Allopros thì nó vẫn có, thế nhưng mà cái vấn đề hạn chế đối với bệnh nhân là không dùng được, đó là chúng ta không có cái thiết bị, cái máy để phun cái hạt đó, bởi vì chúng ta không thể dùng cái máy khí dung thông thường như các bạn đang khí dung Vanzolin hay Pulmicort để khí dung cái món đấy được, bởi vì là cái mức độ phân bố hạt người ta yêu cầu nó nhỏ hơn, và ngày đó thì cái công ty người ta thường cung cấp cái thiết bị khí dung đi kèm, nhưng sau đó thì cái màng lọc nó hỏng, và sau đó thì người ta cũng có vẻ như cái lĩnh vực này quá là nhàm chán với họ nên họ cũng không có thiết tha đầu tư cái máy này nữa đó. Thế nên chúng ta cũng mất đi cái đường khí dung tại chỗ, bởi vì nó sẽ có rất là nhiều lợi điểm vì nó không ảnh hưởng đến tuần hoàn hệ thống. Thế nhưng mà cái nhược điểm của nó đó là chúng ta sẽ phải sử dụng nhiều lần trong ngày, chúng ta phải sử dụng 6 lần trong ngày, tức là mỗi 3 tiếng chúng ta lại phải cho bệnh nhân hít khí dung đó, nên là thông thường chúng ta chỉ có thể làm trong bệnh viện, chứ ở nhà rất là hạn chế nếu mà những bệnh nhân nào họ phải đi làm cứ 3 tiếng là họ lại phải chạy vào họ làm cái việc khí dung đó. Thế thì chúng ta chỉ còn có Allopros dạng truyền tĩnh mạch, mà thực ra Allopros dạng truyền tĩnh mạch ấy, thì cái chỉ định trong điều trị hã động mạch phổi nó cũng không phải là chỉ định có khuyến cáo rõ ràng, tức là cái chỉ định mà truyền tĩnh mạch nó phải là epoprostenol, nhưng chúng ta cũng không có thuốc đó, thế nên là trong tay có gì chúng ta đành phải dùng đấy. Đấy thì chúng ta chỉ có 3 loại thuốc đó. Thế còn trên thế giới thì hiện tại bây giờ họ có thêm hai nhóm thuốc mới, đó là nhóm Celecoxib, tức là cái nhóm giống prostacyclin dạng uống, và nhóm riociguat, tức là nhóm thuộc nhóm cùng với nhóm ức chế phosphodiesterase, nhưng mà nó làm tăng cái nồng độ nitric oxide nên là nó làm tăng cái tác dụng giãn mạch của hệ động mạch phổi. Đấy thì gần đây là hai thuốc mới đó ra đời. Và nếu mà cái thuốc dạng uống nhóm prostacyclin mà có thể mà vào được Việt Nam thì nó cũng rất tốt cho bệnh nhân, bởi vì nó đỡ được cái vấn đề khí dung cho bệnh nhân rất là lách cách và truyền tĩnh mạch. Thế thì cái mấu chốt của vấn đề khi bệnh nhân có cơn tăng áp phổi thì chúng ta phải hạ được cái áp lực động mạch phổi đó, giảm được cái sức cản đó, tức là chúng ta phải tiếp cận được vào các thuốc điều trị đó, và chúng ta hiện tại đã có trong tay là 3 loại thuốc đó đấy, 2 thuốc uống và 1 thuốc truyền tĩnh mạch. Thế thì khi bệnh nhân vào viện ấy, thì thứ nhất là chúng ta phải cố gắng đẩy cái liều người ta dùng tối đa lên, bởi vì đa số trong thực tế thì bệnh nhân ở ngoại trú thì chúng ta cho bệnh nhân dùng cái liều khá là thấp hơn so với lại liều mà khuyến cáo, bởi vì liên quan đến cái vấn đề là giá thành điều trị, bệnh nhân không thể chi trả lâu dài được cho một cái điều trị mãn tính lâu dài. Thế thì đầu tiên khi mà bệnh nhân vào chúng ta có thể tăng cái thuốc đó lên, và thứ hai nữa chúng ta sẽ cho bệnh nhân thêm các thuốc dạng truyền tĩnh mạch để cải thiện cái sức cản mạch phổi cho bệnh nhân. Các điều trị không dùng thuốc trong những trường hợp mà có cơn tăng áp phổi kịch phát thì có thể có những biện pháp liệt kê đây là phẫu thuật hoặc can thiệp phá vách liên nhĩ, hoặc là chúng ta có thể có một can thiệp tạo luồng thông post, tức là luồng thông chủ phổi giống hệt như là cái ở những cái bệnh nhân post, giống những bệnh nhân Fallot trước kia mà các bạn làm cầu nối chủ phổi, có cầu nối chủ phổi trung tâm ấy cũng là cầu nối post. Đấy, sau đó thì có thể sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể. Vấn đề sử dụng dụng cụ hỗ thoát chất thì vẫn còn đang tranh cãi, và cuối cùng là cái điều trị cuối cùng cho tất cả những trường hợp tăng áp lực ở mạch phổi mà không đáp ứng với điều trị nội khoa, đó là ghép phổi. Thế thì cái phẫu thuật hay can thiệp phá vách liên nhĩ thì nó được áp dụng, người ta đã từng áp dụng nó cho những trường hợp mà tăng áp lực động mạch phổi mà trong không có luồng thông trong tim, ví dụ như là tăng áp phổi vô căn chẳng hạn. Thế khi mà cái tình trạng nó diễn biến nặng lên và diễn biến cấp tính lên mà không đáp ứng với điều trị nội khoa thì khi đó người ta cân nhắc cái vấn đề là tạo ra một cái luồng thông trong tim, bởi vì người ta thấy rõ ràng khi quan sát nhóm mà tăng áp vô căn với tăng áp phổi do nguyên nhân tim bẩm sinh thì rõ ràng cái sự dung nạp của những trường hợp có lỗ thông trong tim ấy thì nó tốt hơn so với những trường hợp mà không có lỗ thông trong tim. Thế do đó thì người ta nghĩ vấn đề là tạo ra một cái lỗ thông ở tầng nhĩ đó. Thế tuy nhiên thì chúng tôi cũng đã có một vài bệnh nhân làm cái việc đó, nhưng mà sau khi làm xong thì chúng ta cũng đặt ra một câu hỏi là liệu chúng ta có nên làm cái việc đó cho bệnh nhân hay không, bởi vì thực chất thì nó chỉ là một cái vấn đề là kéo dài thêm một vài năm sống cho bệnh nhân, mà thậm chí không được như thế, và nó tức là những cái việc đấy mình làm là mình để nếu mà giả sử mình có ghép phổi, tức là mình là làm cầu nối, mình tạm thời mình chờ ghép phổi, chứ còn nếu mà mình chỉ làm để là như một cái điều trị palliative, tức là điều trị giảm nhẹ triệu chứng, thì đôi khi có khi mình còn làm cho cái cuộc sống của bệnh nhân nặng nề hơn, bởi vì sau đó là thời gian rất là nhiều năm họ phải sống trong tình cảnh họ lại cứ phải ra vào viện vì những cái tình trạng đó, và nói chung là cái chất lượng cuộc sống rất là thấp, vấn đề stress và yếu tố tâm lý rất là lớn. Thế tuy nhiên thì mình sẽ không chỉ định can thiệp phá vách liên nhĩ trong những trường hợp bệnh nhân có suy thận phải giai đoạn cuối, tức là khi mà cái áp lực trong nhĩ phải rất là cao trên 20 mét thủy ngân, hoặc là những bệnh nhân có suy tim cấp mất bù, suy tim phải cấp mất bù. Vấn đề tạo luồng thông chủ phổi như tôi nói với các bạn đó là luồng thông trung tâm, tức là người ta tạo ra người ta căn cứ trên những trường hợp mà bệnh nhân có ống động mạch đấy ạ, và những trường hợp mà pha lô mà mình làm cái bắc cầu chủ phổi đó
Nhưng hiện tại cái này người ta mới chỉ làm cho những cái nhóm nhỏ và người ta thấy là cái kết quả ban đầu tương đối tốt. Những trẻ em mà có tăng áp phổi, thí dụ dai dẳng từ sơ sinh, hoặc là những trẻ em mà có tăng áp phổi vô căn ấy, thì người ta làm những cái luồng thông này. Thì tuy kết quả ban đầu được khá hứa hẹn, tuy nhiên là hiện tại cái này chưa được đưa vào khuyến cáo để thực hiện. Vấn đề hỗ trợ tuần hoàn ngày cơ thể thì được chỉ định như là một cái thủ thuật tạm thời để hồi phục qua những cái giai đoạn nặng, hoặc là như một cái thủ thuật tạm thời chờ ghép tạng, ghép phổi. Và cái vấn đề mình sẽ chỉ định ECMO khi phụ thuộc vào nguyên nhân gây suy thất phải và cái mức độ suy chức năng thất phải. Thí dụ như là những bệnh nhân ở chỗ bệnh viện Việt Đức, Võ Thị Sơn chẳng hạn, thì rất là tốt nếu mà sau phẫu thuật tim bệnh nhân có lên cơn tăng áp phổi mà mình có thể chỉ định ECMO. Đặc biệt là trong những trường hợp nếu mà giả sử như sau phẫu thuật tim mà có tăng áp phổi mà bệnh nhân bị ngừng tim chẳng hạn, và sau khi cấp cứu một tuần hoàn mà mình không thể tái lập, mình chưa tái lập được lại tuần hoàn, thì mình có thể chỉ định đồng thời cái ECMO trong cái quá trình cấp cứu từng người tuần hoàn đó. Thế thì người ta đang có một cái nghiên cứu trên những cái bệnh nhân như thế này, thì người ta thấy tỷ lệ sống còn có ở những bệnh nhân mà vừa được làm ECMO mà vừa được cấp cứu một tuần hoàn do những cơn ngừng cơn tăng áp phổi sau phẫu thuật ấy, thì tỷ lệ sống còn cũng chỉ được là 38%, và nó sẽ là tiên lượng nó sẽ tốt hơn nếu mà chúng ta làm sớm trong giai đoạn mà bệnh nhân chưa có tan hóa máu. Đấy, thế tuy nhiên là những trong cái nhóm sống sót này thì người ta đánh giá là sau đó thì có một cái tỷ lệ nhất định là bệnh nhân sẽ có những cái tổn thương về não. Tức là bệnh nhân có thể có những cái cơn động kinh nhỏ hoặc là những cái thiếu sót về mặt hệ thần kinh sau đó. Ở những bệnh nhân mà tăng áp lực động mạch phổi vô can tiến triển nhanh, thì nếu mà bệnh nhân đã có cân nhắc ghép tạng và được quyết định là sẽ chờ ghép tạng, thì người ta cũng có thể làm tuần hoàn, cân nhắc cái tuần hoàn ngày cơ thể để chờ đợi giai đoạn chờ ghép. Về vấn đề dụng cụ hỗ trợ thấp thì cho đến nay thì người ta thấy rằng nó chưa có cái vai trò trong những trường hợp mà bệnh nhân suy thất phải mà chức năng thất trái, đổi lấy thất trái vẫn bình thường. Bởi vì khi mà mình dùng hỗ trợ thấp thì có thể nó sẽ làm tăng cái nguy cơ xuất huyết phổi do nó tăng cái áp lực. Đấy, thế nên là hiện tại cái dụng cụ hỗ trợ thấp nó chưa được chỉ định trong trường hợp này. Vấn đề ghép phổi được chỉ định đặt ra nếu mà điều trị nội khoa tối ưu, bệnh nhân vẫn còn triệu chứng mức độ 3, 4. Và đã có một nghiên cứu làm ở vấn đề ghép phổi ở trẻ em, thì cái thời gian sống trung bình sau ghép phổi cũng cũng được khoảng từ từ 5 đến 6 năm. Thì cái thời gian này nếu mà cái giai đoạn sơ ban đầu thế là cũng khá là tốt, bởi vì nếu mà trong những trường hợp mà không được ghép phổi thì có thể là cái thời gian sống trung bình nó chỉ không quá 1 năm ở những trường hợp mà trẻ em. Chúng tôi cũng có theo dõi một vài em bé mà tăng áp lực động mạch phổi vô căn mà xảy ra từ giai đoạn khoảng 5-6 tuổi, thì hầu như là các em bé đã phải thường xuyên vào viện, và nói chung là không quá 1 năm là các bạn sẽ bị tử vong. Thế thì các bước xử trí cơn tăng áp lực động mạch phổi cấp tại đơn vị hồi sức tích cực, thì thứ nhất là chúng ta sẽ đánh giá là bệnh nhân có tình trạng suy thất phải hay không. Khi có suy thất phải cấp và bệnh nhân có ngừng tuần hoàn, nếu có ngừng tuần hoàn đương nhiên là mình sẽ phải cấp cứu ngừng tuần hoàn. Nếu không có ngừng tuần hoàn thì bệnh nhân đánh giá xem bệnh nhân có tình trạng thiếu oxy hay không. Nếu có tình trạng thiếu oxy thì cái vấn đề tiếp theo đó là phải hỗ trợ oxy cho bệnh nhân. Và nếu không có tình trạng thiếu oxy thì đầu tiên chúng ta phải thiết lập những cái vấn đề về monitor theo dõi, làm các chẩn đoán phân biệt để loại trừ các yếu và xác định cái yếu tố khởi phát. Thông thường trong những trường hợp đó chúng ta cần phải đặt cả cái đường theo dõi huyết áp động mạch và theo dõi áp lực tĩnh mạch trung tâm xâm lấn để mà theo dõi bệnh nhân trong cái quá trình mình hồi sức. Các thăm dò ban đầu như là X-quang tim phổi, điện tâm đồ, siêu âm tim, khí máu và các xét nghiệm thông thường chúng ta cần làm D-dimer để mà loại trừ, để làm các chẩn đoán phân biệt và loại trừ các yếu tố cũng xảy ra. Trong những trường hợp sau, tiếp bước tiếp theo đó thì chúng ta sẽ đánh giá cái tiền cảnh của thất phải và chức năng thất phải. Thế nếu mà cái tiền cảnh thất phải nó có tăng, tiền cảnh thất phải thể hiện ở cái áp lực tĩnh mạch trung tâm nó lớn hơn 15 mét thủy ngân và bệnh nhân có thận phải giãn nhiều, hở ba lá mức độ vừa nhiều, thì khi đó mình sẽ cân nhắc cái vấn đề dùng lợi tiểu, tuy nhiên là mình cũng thận trọng để đánh giá theo cùng với huyết áp. Còn trong trường hợp những bệnh nhân mà không có tăng tiền cảnh thất phải, CVP thấp và thất phải không giãn, hở van ba lá nhẹ hoặc chỉ trung bình thôi, thì cái vấn đề lúc đó thì cái vấn đề lại ngược lại, tức là chúng ta lại phải bồi phụ về thể tích tuần hoàn. Bước tiếp theo chúng ta sẽ đánh giá xem bệnh nhân có đáp ứng đủ cung lượng tim hay không, cung lượng tim bệnh nhân có được đảm bảo hay không, thì chúng ta sẽ đánh giá bằng thứ nhất là bằng gì áp huyết áp hệ thống bằng cái bão hòa oxy tĩnh mạch ở nhĩ phải như tôi vừa trao đổi SVO2, hoặc là tình trạng lactate, tức là nếu mà giả sử như mà có tưới máu mô đủ thì cái lactate máu nó sẽ không tăng, pH máu trong giới hạn bình thường, sức cản hệ thống và áp lực lưu lượng tưới máu phổi.
Trong những trường hợp mà huyết áp, tức là huyết áp bình thường và sức cản hệ thống là bình thường, thế thì chúng ta sẽ cân nhắc những cái truyền những cái thuốc hạ áp lực động mạch phổi đường tĩnh mạch hoặc là khí dung như chúng ta như tôi vừa mới trao đổi. Và trong trường hợp này chúng ta có thể sử dụng thêm các thuốc làm tăng co bóp cơ tim, ví dụ như dobutamine hoặc là mirinol. Nếu mà bệnh nhân có đoạn ống thở nội khí quản thì chúng ta có thể sử dụng các thuốc khí dung nitric oxide đường đường khí dung để làm giảm sức cản mạch phổi. Trong trường hợp thì bệnh nhân có giảm mà cung lượng tim, có tụt huyết áp, có sức cản hệ thống thấp, có tăng lactate máu, thì khi đó thì chúng ta đầu tiên, quan trọng đầu tiên chúng ta phải nâng huyết áp đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng norepinephrine hoặc là vasopressin, telepressin. Sau đó thì chúng ta mới gối thêm các thuốc làm tăng co bóp cơ tim như là dobutamine hoặc là mirinol. Sau đó chúng ta đánh giá đáp ứng lâm sàng của bệnh nhân. Nếu mà chúng ta đáp ứng lâm sàng có cải thiện thì chúng ta sẽ thường định kỳ đánh giá lại cho bệnh nhân một cách rất là chặt chẽ và sát sao. Còn nếu mà vẫn không cải thiện thì khi đó chúng ta sẽ cân nhắc là nếu mà tối ưu hóa điều trị nội khoa mà vẫn chưa cải thiện thì sẽ cân nhắc cái vấn đề là làm tuần hoàn ngoài cơ thể, tĩnh mạch động mạch và các vấn đề liên quan đến mà phẫu thuật để đặt ra. Thế thì điều trị trong từng bệnh cảnh cụ thể, như chúng ta nói ban đầu, ba mục tiêu nhất là chúng ta phải giải quyết cái tình trạng quá tải về tiền gánh hoặc là quá tải về hậu gánh hoặc là giảm co bóp thất phải. Thế thì tình trạng quá tải tiền gánh thất phải nó sẽ gặp trong những trường hợp là bị dư tiền gánh, thì cái tuần hoàn trở về nó bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, ví dụ như là dịch, thuốc gây mê hoặc là thông khí áp lực dương, hoặc là trong những trường hợp bệnh nhân có phẫu thuật nội soi trong lồng ngực. Thế thì cái mục tiêu của mình là thì nó sẽ làm giảm tuần hoàn tĩnh mạch trở về. Thế thì chúng ta có thể sử dụng lợi tiểu. Tuy nhiên thì cái vấn đề lợi tiểu chúng ta phải dùng hết sức là thận trọng. Tôi nhắc lại cái vấn đề sử dụng lợi tiểu, mình không thể nào cho ba bốn ống một lúc ngay từ ban đầu đấy. Và chúng ta sẽ theo dõi sát cái chức năng thận, lactate máu, độ bão hòa oxy tĩnh mạch chủ trên để đảm bảo cung lượng tim và tưới máu mô đầy đủ. Thế còn những trường hợp quá tải hậu gánh thất phải thì có thể gặp trong những bệnh cảnh ví dụ như nhồi máu phổi, hoặc là bệnh nhân co mạch phổi và thiếu oxy phế nang, hoặc tình trạng tăng CO2 máu, hoặc là những tình trạng bệnh nhân bị nhiễm trùng, hoặc là bệnh cảnh của ARDS, hoặc là có những trường hợp tăng áp lực đường thở. Thế thì khi đó thì chúng ta sẽ tốt nhất ý, là thở không xâm nhập, áp lực oxy đường mũi cao. Nếu mà không thể đáp ứng được và bệnh nhân, hoặc là bệnh nhân có ngừng tuần hoàn và bệnh nhân không thể mà thở theo cái đường mũi đó được, thì chúng ta sẽ bắt buộc phải thông khí nhân tạo xâm nhập, tức là đặt ống nội khí quản. Trong trường hợp đó thì chúng ta sẽ có một số những cái lưu ý khi mà cài đặt máy thở để mà bảo vệ thất phải. Nhất là duy trì pitch thấp như bạn ấy nói, áp lực dương thấp và duy trì cái bão hòa oxy động mạch trên 92%, và cái thể tích phổi thì mình sẽ duy trì ở cái mức thấp đấy. Cái tidal volume thì mình chỉ duy trì từ 4 đến 6 ml trên kg, nó chỉ gần như là cái thể tích cận chức năng thôi. Và quan trọng nhất là cái vấn đề pH và PCO2 phải trong cái ngưỡng gần như bình thường, pH không bị toan quá và PCO2 không bị tăng. Và chúng ta có thể sử dụng các thuốc giãn mạch phổi. Thí dụ như ở Việt Nam mà một số các đơn vị phẫu thuật bắt đầu họ đã có nitric oxide. Cái vai trò của nitric oxide ở trên thế giới họ vẫn đề cập rất cao. Thế tuy nhiên thì bây giờ mình có thể là ở một vài đơn vị mà mình mới đưa vào thì mình chưa có một cái khái quát mình về vấn đề cái kết quả nó, nên mình chưa đánh giá được đầy đủ thôi. Chứ còn cho đến bây giờ thì cái khuyến cáo thì người ta vẫn đánh giá cao cái vai trò của nitric oxide khí dung ở những bệnh nhân mà có thông khí nhân tạo. Thế còn prostacyclin thì hiện tại thì chúng ta cũng chưa có, mà chúng ta chỉ có Iloprost thôi. Thế thì đây là cái bảng mà chúng ta sẽ liệt kê ra những cái thuốc vận mạch mà trong điều trị suy thất phải cấp, thì và các cụ thể mà các thuốc đó nó tác dụng lên trong những trường hợp mà tùy theo liều. Thí dụ như là các bạn thấy là noradrenaline là cái sản phẩm mà chúng ta có là tác dụng vận mạch rất tốt, thì nó được khuyến cáo đầu tiên vì nó tác dụng chủ yếu lên co mạch và nó ít làm tăng tần số tim, không không đáng kể lắm. Nó có làm tăng tần số tim nhưng mà nó chỉ là một cộng thôi đấy, thì chúng ta có thể sử dụng đầu tiên để làm gây co mạch. Thế còn trong trường hợp epinephrine tức là adrenaline thì nó đều làm tăng tần số tim và nó còn cả ảnh hưởng đến cả receptor beta 2 nữa. Thế còn cái vasopressin thì nó sẽ có tác dụng phụ thuộc liều và có một số trường hợp nó sẽ gây giãn mạch phổi, co mạch hệ thống. Dopamine tác dụng phụ thuộc liều nhưng có nguy cơ rối loạn nhịp. Thế còn dobutamine thì tác dụng chủ yếu là làm tăng tăng co bóp cơ tim. Và mirinol nó là một chất thì nó vừa làm tác dụng giãn mạch phổi thế, và nó có tác dụng làm
tăng co bóp tim, giãn mạch phổi và nó làm giảm cái áp lực cuối tâm xương của thất trái, làm giảm sức cản mạch hệ thống. Tuy nhiên nó cũng có cái nguy cơ làm rối loạn nhịp. Và cái liều mà điều trị tăng áp phổi, các thuốc điều trị tăng áp phổi có thể sử dụng tại đơn vị hồi sức tích cực thì nó sẽ có cái liều để mình có thể tính toán ra để mình sử dụng. Thế thì với một bệnh cảnh mà một bệnh nhân vào một bệnh nhân mà khi mà các bạn tiếp xúc một bệnh nhân có tình trạng khó thở và bây giờ bạn đang nghi ngờ bệnh nhân này có vẻ như là có một cái tình trạng cơn tăng áp phổi kịch phát. Thế thì cái trình tự đánh giá và xử trí theo bệnh cảnh lâm sàng thì đầu tiên mình sẽ đánh giá và mình phải hỏi đầu tiên là cái tiền sử tăng áp phổi bệnh nhân có hay không. Cái tiền sử này có thể mình đã biết trước rồi bởi vì có thể bệnh nhân đã nằm lâu rồi chẳng hạn. Thế nếu bệnh nhân có cái tiền sử về tăng áp phổi thì cái yếu tố khởi phát của mình sẽ phải tìm yếu tố khởi phát của nó là gì. Bệnh nhân thuộc nhóm tăng áp phổi vô căn hay là tăng áp phổi thứ phát do bệnh tim bẩm sinh, hay là bệnh nhân tăng áp phổi vô căn, hay là bệnh nhân tăng áp phổi do nguyên nhân tim bẩm sinh, hay là thứ phát do những cái bệnh nguyên nhân khác không phải tim bẩm sinh. Thế thì trên cơ sở đó thì mình sẽ đánh giá ở tim bẩm sinh thì mình có đánh giá sâu hơn là bệnh cảnh tim một thất hay là tim hai thất và xem bệnh nhân có lên cơn tăng áp phổi kịch phát hay không, và mình sẽ xử trí như một cơn tăng áp phổi kịch phát. Thế còn nếu trong những trường hợp mà có tiền sử tăng áp phổi và đã có được điều trị các thuốc áp phổi trước đây thì chúng ta có thể xem xét tiếp tục dùng lại hoặc là tăng liều và giải quyết các yếu tố khởi phát. Còn nếu mà chưa được dùng thuốc áp phổi trước đây thì chúng ta sẽ có các trình tự sử dụng các thuốc, ví dụ như là oxy, các chất làm kiềm hóa máu, cân bằng đảm bảo cân bằng bề dịch, các thuốc làm giảm hậu cánh thất phải, tức là làm giãn mạch phổi, các thuốc vận mạch để làm cải thiện tuần hoàn hệ thống, và quan trọng nhất là điều trị các yếu tố khởi phát, ví dụ như là nguyên yếu tố về nhiễm trùng hay là những cái căn nguyên mà chúng ta đã liệt kê ở cái vòng tròn đầu tiên. Và chúng ta thế còn nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân chưa bao giờ được chẩn đoán tăng áp phổi thì chúng ta lại phải đi làm theo cái bước là loại trừ cái vấn đề về bệnh nhân có chẩn đoán tăng áp phổi hay không. Thế để kết luận thì cái cơn tăng áp phổi kịch phát ấy, nó là một cái biến chứng nặng nề có thể gặp sau phẫu thuật tim hoặc là trong những trường hợp tăng áp phổi mãn tính mà bệnh nhân bị mất bù. Và cái việc điều trị thì chúng ta sẽ dựa trên cơ chế bệnh sinh, tập trung vào ba khía cạnh là giảm hậu gánh thất phải, tăng tiền gánh thất phải và tăng co bóp cơ tim, duy trì tưới máu mạch vành để đảm bảo cho tưới máu thất phải. Và cái việc nhận biết sớm bệnh nhân có nguy cơ cao và có tiếp cận điều trị kịp thời là vô cùng quan trọng để giúp cho ngăn ngừa suy tuần hoàn nặng nề và tình trạng cung lượng tim thấp và có thể dẫn đến diễn tiến tới tử vong. Thì đấy là những vấn đề mà tôi muốn chia sẻ để về cái việc xử trí những trường hợp bệnh nhân có cái cơn tăng áp phổi kịch phát. Thì bây giờ chúng ta sẽ có câu hỏi, nếu mà các bạn nào có câu hỏi muốn chia sẻ gì thì các bạn có thể đặt câu hỏi.